Hai thợ lặn đang bơi dọc theo đáy biển gần 100 mét dưới bề mặt. Cặp vợ chồng này không xa lạ gì với môn lặn biển và họ di chuyển dễ dàng trên mặt nước khi họ chiêm ngưỡng các loài cá và thực vật khác nhau mà con người thường không nhìn thấy. Người phụ nữ vỗ vai chồng và chỉ về hướng một rừng tảo bẹ trước khi bắt đầu bơi về phía đó. Người đàn ông định bơi theo thì anh ta nhìn thấy thứ gì đó ở khóe mắt mình. Anh ta dừng lại và quay lại để nhìn rõ hơn. Cách đó vài chục mét là một nhóm người. Người đàn ông bối rối, anh ta quay lại nhìn vợ mình. Người đang ra hiệu cho anh ta bơi theo cô ấy. Anh ta giơ một ngón tay lên, như thể muốn nói mình sẽ bơi đến đó trong một phút nữa, và bắt đầu bơi về phía hướng đám người kỳ lạ đứng dưới đáy biển. Anh ấy vẫn không biết chính xác những gì anh ấy đang nhìn. Một dòng chảy làm bụi đất nổi lên và lơ lửng trong nước, che khuất tầm nhìn của anh ta. Khi anh ta đến gần hơn, mọi thứ trở nên rõ ràng. Đó thực sự là một nhóm người, đứng yên hoàn toàn ở độ sâu 30 mét nước. Nhưng tất nhiên, họ không phải là người sống, họ là những bức tượng. Người đàn ông có thể thấy rằng đây là những bức tượng trẻ em. Chúng đang đứng thành một vòng tròn, quay mặt ra ngoài và mỗi bức tượng lại nắm tay hai bức tượng hai bên, tạo thành một vòng tròn liên tục. Anh ta bơi lại gần để nhìn rõ hơn. Các bức tượng được bao phủ bởi tảo và các loại thực vật khác. Anh ấy không biết ai hoặc tại sao người đó lại làm ra tác phẩm nghệ thuật kỳ lạ này. Nhưng dù lý do của họ là gì, có vẻ như nó đã ở đây quá lâu rồi. Anh ta bơi xung quanh vòng tròn và đếm tổng cộng có hơn 20 tượng và mỗi bức tượng đều là độc nhất. Trong khi tâm của vòng tròn các bức tượng trống rỗng, có những mảnh gạch và bê tông nằm rải rác xung quanh nó. Có phải đã từng có một cái gì đó ở đây? Một tòa nhà hoặc một số loại cấu trúc đã từng là nơi đặt các bức tượng hiện giờ đã sụp đổ. Dường như không thể có bất cứ thứ gì từng được xây dựng ở đây. Anh ta quay lại nhìn theo hướng của vợ mình, nhưng anh không thể nhìn thấy cô ấy. Cô ấy phải ở đâu đó trong đám tảo bẹ để khám phá những thứ bí ẩn trong đó. Anh ấy chuẩn bị đi về hướng của cô thì anh ấy nhận thấy điều gì đó bên trong vòng tròn kết nối không trống. Một cái gì đó ở bên trong nhô ra khỏi cát. Anh ấy bơi lên trên để có thể nhìn rõ hơn. Chắc chắn có thứ gì đó bị chôn vùi trong vòng tròn các bức tượng. Giờ anh ấy có thể thấy đó là một góc của cái gì đó trông giống như một chiếc hộp kim loại. Anh ta bơi xuống gần cái hộp và đưa tay về phía nó khi anh ta đột ngột dừng lại và nhìn lên. Người phụ nữ bơi ra khỏi khu rừng tảo bẹ rậm rạp, mang theo một chiếc vỏ màu sặc sỡ. Cô ấy nóng lòng muốn cho chồng thấy nó đẹp cỡ nào. Cô nhìn xung quanh nhưng không có dấu hiệu của anh ta. Cô ấy nhìn về hướng mà anh ấy đã bơi và phát hiện ra cùng một nhóm người kỳ lạ mà anh ấy đã thấy. Khi bơi về phía họ, cô cũng nhanh chóng nhận ra rằng đây chỉ là những bức tượng. Những bức tượng rất kỳ quặc, nhưng dù sao cũng chỉ là những bức tượng. Cô ấy cũng nhận thấy đống đổ nát xung quanh họ, những khối bê tông vỡ vụn, gạch và xương. Đó là khi cô ấy phát hiện một thứ khác nằm dưới đáy biển ngay bên vòng tròn. Đó là một chiếc bình dưỡng khí của chồng cô ấy, với chiếc mặt nạ vỡ vụn của anh nằm ở trên. Xin chào, tôi là tiến sĩ Bob và đây là SCP-1451, còn được gọi là vòng tròn kỳ quái. SCP-1451 là tên gọi được đặt cho một bộ tượng kim loại dị thường, có những đặc tính rất kỳ lạ và chết chóc. 26 bức tượng, mỗi bức tượng là độc nhất, được đặt ký hiệu là SCP-14511-26. Tất cả đều giống trẻ em và có chiều cao từ 1m32 đến 1m43. Chúng nằm dưới đáy biển của một vùng cửa biển và được sắp xếp thành một vòng tròn hướng ra ngoài. Một người nắm tay hai người bên cạnh tạo thành một vòng tròn không đứt đoạn. Tuy nhiên, những bức tượng này không hề đứng yên, ít nhất là trong vài trường hợp. Và trên thực tế, chúng có 3 trạng thái chuyển động riêng biệt mà tổ chức SCP gọi là tình huống cấp 1 đến cấp 3. Tình huống đầu tiên, kịch bản cấp 1, là khi không phát hiện thấy chuyển động nào. Đây là trạng thái trong hầu hết thời gian của các bức tượng. Những bức tượng sẽ được xem là đang ở cấp 2 khi phát hiện một số chuyển động nhẹ. Ở trạng thái này, chúng có thể từ từ nâng và hạ tay xuống, đồng thời di chuyển cùng nhau theo hướng ngược chiều kim đồng hồ một cách chậm rãi. Người ta đã quan sát thấy bong bóng phát ra từ miệng các bức tượng trong trạng thái này. SCP-1451 được nhìn thấy sẽ hành xử theo cách này khi một vật thể lớn đến gần nó. Và điều đó thường có nghĩa là các bức tượng đang chuẩn bị chuyển sang kịch bản cấp 3. Kịch bản cấp 3 sẽ được kích hoạt khi một vật rắn nặng hơn 40g đi vào tâm của vòng tròn. Khi đối tượng, dù là sinh vật sống hay không, đi vào khu vực kích hoạt này, các bức tượng sẽ hoàn toàn hoạt động và hướng sự chú ý của chúng vào đối tượng chỉ với một mục đích: phá hủy nó. Khi các bức tượng bước vào kịch bản cấp 3, chúng thể hiện sức mạnh và sự nhanh nhẹn rất đáng kinh ngạc. Chúng dường như sở hữu ít nhất một dạng thông minh thô sơ, vì người ta đã nhìn thấy chúng kết hợp với nhau và chiến thuật phức tạp để tấn công. Một khi các bức tượng đã được kích hoạt, chúng sẽ không ngừng đuổi theo mục tiêu của mình.
không dừng lại cho đến khi vô hiệu hóa mục tiêu. Nếu bạn vượt ra khỏi khu vực kích hoạt, các bức tượng sẽ vẫn tiếp tục đuổi theo và trong một số trường hợp, chúng đã bám theo mục tiêu hơn 1 km trước khi tóm được mục tiêu. Một khi chúng chạm tay vào một mục tiêu, cái chết và sự hủy diệt chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng sẽ xé nát bất cứ thứ gì lọt vào vòng tròn. Dù là người hay máy móc, bằng bàn tay kim loại của chúng, khi chúng đã loại bỏ được mục tiêu, các bức tượng sẽ trở lại vị trí kịch bản cấp 1 của mình. Nỗ lực chặn các bức tượng quay trở lại khu vực kích hoạt sẽ dẫn đến điều mà tổ chức đã đặt tên là kịch bản cấp 3.5. Trong đó, chúng sẽ tiêu diệt bất kỳ ai hoặc bất cứ thứ gì cố gắng can thiệp hoặc ngăn cản chúng đi đến điểm kích hoạt. Mặc dù SCP-1451 có vẻ là một trong những dị thường thuộc loại đơn giản trong cơ sở dữ liệu của tổ chức SCP, nhưng sự thật về chúng có thể có nhiều bí ẩn hơn ấn tượng ban đầu. Trên thực tế, vòng tròn kỳ quái có thể không phải là dị thường đầu tiên nằm ở đây. Những người có giấy phép cấp đốc công của tổ chức có quyền truy cập vào một số tài liệu khá thú vị, giúp chúng ta biết được sự thật về SCP-1451 và quan trọng hơn, những gì chúng đang bảo vệ. Các tài liệu bao gồm bản kê khai các vật liệu ban đầu được thu hồi từ khu vực nơi SCP-1451 được phát hiện. Những vật liệu này bao gồm khoảng 20kg gạch, 4000kg bê tông cấp ngăn chặn, loại thường được sử dụng cho các địa điểm của tổ chức SCP, và thú vị nhất là một chiếc hộp Scaton đã bị hư hỏng. Nếu bạn còn chưa biết, hộp Scaton là tiền thân của thiết bị Neo hằng thực tế của tiến sĩ Scaton. Những thiết bị mạnh mẽ này được sử dụng để ngăn chặn những dị thường bẻ cong thực tại và ngăn chúng bẻ cong cấu trúc vũ trụ của chúng ta theo ý muốn của chúng. Nghiên cứu ban đầu của tiến sĩ Scaton về công nghệ này đã tạo ra một phiên bản ban đầu được sử dụng để ngăn chặn các dị thường. Mặc dù giờ đây, chúng ta biết rằng công nghệ này có lỗ hổng và có thể dẫn đến thất bại trong việc kiềm chế các dị thường. Trong trường hợp của SCP-1451, một tài liệu đã được phục hồi từ hộp Scaton cho thấy một thất bại như vậy. Trong trường hợp này, một dị thường mạnh mẽ thuộc lớp Euclid đang được giam giữ tại khu vực 56, một địa điểm mà tổ chức không có hồ sơ về việc từng tồn tại. Tệp bị hỏng dường như cho thấy rằng thực tế làm thay đổi thuộc tính bất thường chính của tổ chức SCP. Những thứ mà nó tin là có thật sẽ trở thành hiện thực. Nếu nó có nhận thức khác về hiện thực, khả năng dị thường của nó sẽ khiến nhận thức sai khác đó trở thành hiện thực. Ví dụ, sau khi thực thể dị thường, hoặc một đặc vụ được chỉ định cho việc quản thúc nó là đứa trẻ, đặc vụ đó có thể trải qua nhiều thay đổi về thể chất và tinh thần để thực sự trở thành một đứa trẻ. Dường như dị thường có thể đã bắt đầu trộn lẫn các khía cạnh khác nhau của buồng giam nó, kim loại của lồng giam, bê tông của phòng giam, đặc vụ trẻ con quản thúc nó, hay chính tổ chức SCP. Tất cả đều bị vướng vào thực tại bị biến đổi của nó và dường như đã bị xáo trộn với nhau để tạo ra SCP-1451, một nhóm trẻ em kim loại luôn luôn đề phòng và tiêu diệt bất cứ thứ gì cố gắng xâm phạm vào vòng tròn của chúng. Điều gì đã xảy ra với khu vực 56? Những nhân viên đóng tại đó hay thực tế biến đổi thực tại mạnh mẽ vốn bị giam giữ tại đó vẫn tiếp tục là một bí ẩn. SCP-1451 đã được phân loại là Euclid và được coi là quản thúc một cách hiệu quả tại vị trí hiện tại của nó. Một quả cầu lưới bằng thép đã được dựng lên xung quanh nó để đảm bảo rằng không có vật thể nào đi vào vùng kích hoạt của nó. Nhưng trong trường hợp một vật thể lọt vào vòng tròn, các bức tượng sẽ được theo dõi từ xa và sẽ không có bất kỳ nỗ lực nào được thực hiện để giải cứu con người hoặc đối tượng đã kích hoạt kịch bản cấp 3. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-4975 hết giờ để xem một dị thường khác không ngừng theo đuổi các mục tiêu của nó. Và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một dị thường nào khi chúng tôi